Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ à, Cập nhật cho các bạn một thông tin rất là quan trọng và cần phải chú ý đến từ dự án Meta Finance Hiện tại đang được bán sale ở trên Binance Land Park nha các bạn Ok, chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì các bạn có thể đăng ký và mua cái mã token Beta à, bằng cái đồng BNB của các bạn nhé Ok, tuy nhiên thì à, hiện tại có một vấn đề mà mình muốn à, cập nhật cho các bạn này các bạn xem cái thông tin cụ thể của cái dự án này ở trên uh, sàn Binance chính thức nhé. Thì các bạn sẽ thấy được rằng uh, tất cả những cái thông tin cụ thể của cái dự án này nó nằm ở đây và cái trang web này nó là betafinance.org nhé. Và một cái điều mà các bạn cần phải lưu ý, trang tweet chính thức của nó là beta gạch finance này. Đấy, beta gạch finance nhá. Tuy nhiên thì hiện tại thì cái đồng token beta này chưa được bán ở trên Binance nhưng mà đã được fake ở trên sàn PancakeSwap để có thể bán rồi nha các bạn. Ok các bạn có thể xem nhá. Tweet chính thức của nó là beta gạch Finance. Tuy nhiên có một cái trang giả mạo này là tweet beta Finance có một cái nút gạch ở đây. Thì đây là cái tweet cái trang Twitter giả à, giả nhá. À, trang fake nha các bạn và à, nó fake để cái mục đích gì? Để bán một cái đồng token khác cũng tên là Beta Finance, đây là một cái đồng token fake với cái smart contract, đây các bạn có thể thấy smart contract fake của nó ở đây này, đấy và nó uh, rao bán uh, cái đồng Beta Finance min mua là 0.35 BNB, đấy, thì uh, nó rao bán cái đồng uh, token Beta Finance thì các bạn truy cập vào đây để có thể thấy này. Đây, các bạn có thể sử dụng cái smart contract của nó để add vào cho nhanh hiện tại thì nó loát khá là lâu Đây. Ok, ở đây nếu các bạn sử dụng cái smart contract fake này này Các bạn add ở trên sàn PancakeSwap thì nó vẫn ra cái token của nó nhé Là token beta finance Tuy nhiên thì đây là token fake thôi nhé các bạn Bởi vì smart contract của nó không phải là smart contract của cái đội ngũ nó cung cấp mà đây là chỉ là fake ở trên trang Twitter thôi thì các bạn add vào và các bạn vẫn mua được bình thường nhé Tuy nhiên thì cái này để xem mình xem cái đồng fake này có giá là bao nhiêu nào à, giá theo USDT đi 0.0001 rẻ hơn rất là nhiều so với cái mức giá được rao bán Ở trên sàn à, Binance Landpad Đây 0.06 Đấy Thì cái thủ đoạn này nó rất là tinh vi nha các bạn Thì nếu như các bạn mua Thì xem như các bạn đã bị mất tiền Và các bạn đã bị lừa Chúc mừng cho các bạn nhé <laughs> Ok thì đấy là những cái thông tin rất là quan trọng Mà mình muốn gửi tới cho các bạn Bởi vì mình đã hướng dẫn cho các bạn về cái dự án Beta Finance và được rất là nhiều người quan tâm Thế nên là mình cũng có trách nhiệm là cần phải cảnh báo cho các bạn về những cái dự án fake, những cái dự án scam và không phải là chính thức từ cái dự án thì các bạn cần phải tránh xa nhé. Còn nếu như bạn nào mà tái máy mua ở trên Pancake Swap thì xem như chúng ta bị mất tiền rồi đấy. đấy. Đấy, bởi vì cái trang tweet của nó nhìn rất là giống thật. Bắt đầu thì mình tưởng thật nhé các bạn. Bắt đầu thì mình nghĩ là có thể nó sẽ bán trước ở trên Pancake Swap thì À, mình có thể làm một cái video để hướng dẫn cho anh em để mua ở trên pancake app trước đi và sau đấy thì uh, lit ở trên Binance thì kiểu gì uh, giá của nó cũng sẽ tăng rất là mạnh thì chúng ta có thể kiếm lợi nhuận tuy nhiên thì không phải các bạn không dễ ăn như thế đâu hiện tại chỉ nó chỉ là fake fake và fake mà thôi ok như vậy thì mình đã thông tin cho các bạn về cái chương trình uh, beta finance và cảnh báo cho anh em về cái dự án fake ở trên trang twitter nhá. các bạn cần phải phân biệt được rõ đâu là thật và đâu là fake và xem những cái nguồn thông tin chính xác để có thể tránh bị mất tiền oan nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ. À, những cái gì thắc mắc không hiểu thì có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Nhớ nhá, nhớ đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những thông tin, những dự án kiếm tiền mới nhất, uy tín nhất đến từ channel của mình. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.